nắng nóng trong lớp học khiến học sinh không thể chịu nổi. Học sinh tại một trường học ở Manila đã phải dùng vở và thậm chí là cả những chiếc quạt tự làm bằng bìa cứng để hạ nhiệt. Bây giờ, trời cực kỳ nóng. Cái nóng làm bỏng da tôi, không giống như cái nóng của mùa hè thông thường. Nhiệt độ đã lên đến 50 độ C ở nhiều khu vực khác nhau ở Philippines do hiện tượng thời tiết Enino làm tăng thêm sức nóng bao trùm cả nước trong những tháng mùa hè kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5. Giáo viên trung học Media Santos cho biết nắng nóng gai gắt khiến việc giảng dạy trở nên khó khăn hơn. Khi nhiệt độ quá cao, huyết áp của tôi tăng vọt, tôi phải đảm bảo uống thuốc hàng ngày. Vì trời nóng quá, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi và đôi khi tôi cảm thấy chóng mặt. Theo tổ chức Hãy Cứu Lấy Trẻ Em Philippines, thì thanh niên là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao nhất, vì các nghiên cứu cho thấy cơ thể các em có khả năng chống trọi với nhiệt độ cao thấp hơn so với người lớn. Khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao trong thời gian dài, trẻ có nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt với đặc điểm là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và thậm chí là ngất. Một cuộc khảo sát của liên minh các giáo viên ở vùng thủ đô quốc gia Philippines cho thấy 87% học sinh khó tập trung khi thời tiết quá nóng xảy ra.